hàng chục, thậm chí cho tới cả hàng trăm xe tải vẫn đang hoạt động nhộn nhịp ngay giữa lòng thủ đô, khiến cho hàng trăm người dân ngõ Hàng Chuối 2 mất ăn, mất ngủ khi bị ảnh hưởng bởi hoạt động của các xe tải hoạt động thâu đêm suốt sáng này. Tối muộn ngày 4 tháng 10, nhận được phản ánh của cư dân đang sinh sống tại ngõ Hàng Chuối 2, phường Phạm Đình Hổ, quận Hai Bà Trưng về tình trạng các xe tải chở đất, vật liệu xây dựng từ công trình xây dựng nhà chung cư tại số 7 ngõ Hàng Chuối 2 hoạt động thâu đêm, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến cuộc sống và sức khỏe của người dân nơi đây. Có mặt tại đây, phóng viên đã tận mắt chứng kiến cảnh các xe tải nối đuôi nhau chuyên chở đất múc từ công trình ra ngoài. Bà Bế Thúy Minh cho biết, theo cam kết giữa chủ đầu tư với nhân dân, thì các xe tải chỉ hoạt động từ 21 giờ tới 23 giờ đêm, nhưng đó chỉ là lời hứa. Xe thì trước đây thì theo cam kết của mấy cả bên chủ đầu tư, công an phường với cả dân thì là sẽ là muộn và là kết thúc giờ là bắt đầu 9 giờ vào và đến 11 giờ hơn thì là kết thúc. Thế nhưng mà thời gian gần đây thì vào rất là sớm, mà nhất cụ thể là ngày hôm qua là ngày 3 tháng 9 thì xe 8 giờ 10 xe đã thấy vào rồi, mà đến 1 rưỡi đêm ấy, 1 rưỡi sáng ngày hôm sau và đi rất là nhiều xe vào, rất là đông, cứ liên tục bao nhiêu xe ở ngoài ngoài đường chờ, nó cứ vào liên tục ầm suốt cả ngõ, suốt từ thời gian từ 8 giờ hơn cho tối cho đến tận 1 rưỡi sáng ngày hôm sau. Thì đương nhiên là vào trong ngõ thì xe to cho nên là tiếng động nó cũng phải to, mà đi thì tốc độ nó cũng không phải là chậm, cho nên là đi cứ ầm suốt ở trong ngõ ấy, còn hơn ngoài đường ấy. Thời điểm năm ngoái ấy, thì là xe to đi vào mà tần suất là còn chưa nhiều như thế rồi, nhưng mà xe là nặng hơn. Đấy, vào thì đã vỡ đường ống rồi và làm lại đường ống và làm lại đường, và bây giờ đường ống lại vỡ, tiếp tục vỡ rồi. Gương mặt thiếu ngủ của ông Đỗ Đình Trình đã phần nào nói lên được việc hoạt động bất chấp quy định và lời hứa của chủ đầu tư công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên IZUMI do bà Trương Thị Lâm Ngọc làm giám đốc với nhân dân. Hôm từ 8 giờ bắt đầu nó vào cho đến khuya là coi như là mới ra. Có hôm thì 9 giờ thì bắt đầu vào. Giờ giấc thì coi như là sớm nhất, và người ta sớm nhất là coi như tầm 8 giờ người ta vào. Qua coi 11, 12 giờ đêm rồi thì chúng tôi là tuổi già thì rất là khó ngủ. Xe này nó hoạt động bởi vì nó là xe cỡ lớn mà. Nên tiếng ồn của nó rất là nặng. Mấy thứ hai đây là cái mùi khói, tức là cái mùi từ dầu ma rút. Dân trong ngõ này coi như rất là khó chịu về cái mùi. Được biết trước đây tại số 7, ngõ Hàng Chuối 2 là một căn biệt thự được xây dựng từ trước năm 1954, sau đó được bán lại cho công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên IZUMI do bà Trung Thị Lâm Ngọc làm giám đốc. Tuy nhiên, vào cuối năm 2013, tòa biệt thự này đã bị phá dỡ nhanh chóng và bị san phẳng trong vòng 2 ngày bằng máy xúc lớn, đã để lại sự nghi vấn cùng sự tiếc nuối cho mọi người dân sinh sống chung quanh. Bà Trần Ngọc Hoa nói với báo điện tử Dân Sinh đã phản ánh về vấn đề này rất nhiều với Ủy ban Nhân dân phường Phạm Đình Hổ và các bên liên quan, nhưng họ vẫn chỉ hứa từ để đấy. Từ năm 2013, phá biệt thự cổ và phá chỉ trong 2 tiếng đồng hồ là sập hoàn toàn biệt thự. Khi mà tình hình xe vào xe ra như thế này là rất là ồn, gây tiếng động, nhà cô thì có cháu ngoại nhỏ không ngủ được, nó cứ khóc lên, xong nó bảo là sợ máy lắm. Thế mà bây giờ nó phải chuyển đi chỗ khác rồi. Thế còn đường xá, nhà thì nứt như thế, còn đường xá thì cô xin nói là hỏng. Bây giờ đường mới như thế này là trước Tết năm vừa rồi họ mới làm lại. Còn trước đây hơn 1 năm thì đường như đường sống châu, như đường làng đấy. Hoạt động của xe thì là lúc thì từ 8 giờ cho tới 1 rưỡi đêm sáng như hôm qua. Còn ngày 22 hôm trước thì hoạt động từ 10 giờ đêm mà cho tới đến 5 giờ sáng ngày hôm sau. Nghĩa là không ai ngủ được, các cô lớn tuổi như thế này nghe tiếng động ầm ầm thế là thức giấc mà không thể nào ngủ được nữa, ảnh hưởng vô cùng đến đời sống của nhân dân. Mà cô không bảo là cái chuyện này không phải là một ngày hai mà xây dựng xong được. Cô chỉ mong thế này, làm xây dựng gì thì xây dựng chẳng ai ngăn cấm, nhưng đúng theo luật của thành phố. Thì rất nhiều lần phản ánh tới Ủy ban Nhân dân phường, họp cả Ủy ban Nhân dân phường, cả công an phường,
cả chủ đầu tư, nhưng họ cứ hứa là đến 11 giờ là xong, hôm nào muộn nhất là đổ bê tông đến 12 giờ, nhưng không bao giờ họ thực hiện lời hứa đấy cả. Đề nghị Ủy ban Nhân dân quận Hai Bà Trưng và các ban ngành liên quan sớm vào cuộc làm rõ, xử lý nghiêm những vấn đề nêu trên. Báo điện tử Dân Sinh sẽ tiếp tục thông tin.